Thứ hai, sau Chúa Nhật 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Một hôm, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, danh xưng Kitô nơi Chúa Giêsu nghĩa là đấng được sức dầu. Chúa Giêsu Kitô được sức dầu Thánh Thần ngự xuống để lãnh nhận sứ mạng làm người loan báo lời Thiên Chúa, ưu tiên cho người nghèo hèn. Người nghèo hèn ở đây có khi là nghèo theo đúng nghĩa đen, như không đủ ăn, đủ mặc. Họ dám đánh đổi mạng sống để vất vả mưu sinh, dẫu cho dịch bệnh đang lan tràn. Thứ đến là người nghèo tự do, phải chịu cảnh giam cầm. Trong hoàn cảnh hiện nay, phải kể đến cả những người dù giàu có về tiền bạc, nhưng phải sống bức bách trong sự giãn cách ở các khu phố địa phương hay nơi các khu giăng dây cách ly, làm cho gia đình thương nhớ mà không thể đoàn tụ. Và còn đó người nghèo sức khỏe, những người bị mắc những bệnh nền, đang lo lắng bị nhiễm dịch. Những người bị bệnh nhưng lại thiếu thuốc thang cùng những trang thiết bị y tế, chẳng đặng đừng phải ở trong các khu dã chiến và không đủ đội ngũ y bác sĩ thăm khám. Cũng như người nghèo đời sống tâm linh, những người nguội lạnh đời sống đạo, những người bê trễ trong việc giữ đạo. Cũng không quên đến những người đang sống trong tội lỗi và mặc cảm khi thấy mình xa cách Thiên Chúa và cộng đoàn.
tất cả đều có quyền được đón nhận tin mừng. Lạy Thánh Giuse, xin cho chúng con nhận ra tin mừng của nước Thiên Chúa luôn đem lại niềm vui và sự biến đổi. Xin cho chúng con tập sống đời sống cầu nguyện, tìm đến với lời Chúa để có thể lắng nghe và được lời biến đổi. Hầu tin mừng ấy là tin mừng cho chúng con thực sự, vì chúng con được trở nên con cái ngoan hiền của Chúa. Amen.